Chào các bạn nhé, hôm nay mình làm video đi bẫy cút nhé. Bẫy cút ở mấy cái bìa rừng ở trong mì nè, nó dễ được cút lắm. Giờ bắt đầu đi nhé. Đây giờ cậu mình đang đặt bẫy nè. Bẫy có một cái vòng cung xong rồi trùm lưới lên là cút nếu mà nó chạy ngang qua là nó hút vào lưới là nó dính con cút lại rồi đó. Giờ đi thăm bẫy nha các bạn. Được. Được chim. Hay không? Chim cút dính phát hai con luôn. Vậy tiếp chứ. Nó ở dưới đây. Ngon vậy. Đi vậy cút phát hai con. Tưởng không có con nào chứ. Cút này nhìn nó cũng đẹp ghê. Hai con dính cho một lưới. Này chơi kiểu chạy xong ra đây là chơi kiếm hai con. Giờ tiếp tục đi đặt bẫy ở chỗ khác nha. Ở trong giữa cái vòng tròn bẫy để một cái loa bẫy đặt ở bên ngoài. Cái loa dụ cút tới. Giờ đi chờ khoảng 10 đến 15 phút rồi quay lại coi cái bẫy cút xem nó dính không. Lần này móm rồi. Đây giờ đổi chỗ bẫy nốt lần này. Lần này nếu mà được cút nữa thì mình quay cho các bạn coi nhé. Còn không là thu đồ về luôn nhé. Bây giờ đi lên trên ngồi đợi. Cầm 10 phút nữa quay lại coi xem có dính cút không. Nếu không dính thì thôi. Đây được hai con. Nếu không được thì mình kết thúc video nhé. Nhớ like đăng ký kênh cho mình nhé.